10.000 người khỏi bệnh tại bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 8. Bệnh viện dã chiến số 8 thành phố Hồ Chí Minh do Bệnh viện Bình dân và Bệnh viện Thống nhất phụ trách đã điều trị khỏi bệnh cho bệnh nhân thứ 10.000. Ngày 23 tháng 8 năm 2021, thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 38 ngày hoạt động, Bệnh viện dã chiến số 8 thành phố Hồ Chí Minh đã điều trị khỏi bệnh cho bệnh nhân thứ 10.000. Trong các trường hợp mắc COVID-19 có nhiều người bệnh chỉ một tuần điều trị đã hồi phục sức khỏe được trở về với gia đình. Ngoài ra, theo Sở Y tế, để đạt được thành quả đó, bệnh viện đã nỗ lực triển khai hàng loạt các hoạt động đáp ứng chiến lược điều trị COVID-19 trong tình hình mới, đảm bảo tiến độ xét nghiệm RT-PCR cho người bệnh vào ngày thứ 7 sau nhập viện và trả kết quả trong 24 giờ kể từ khi lấy mẫu bệnh phẩm. Tăng cường kết nối trực tuyến với người bệnh, theo dõi sát sao, kịp thời phát hiện những trường hợp diễn tiến bất thường để xử trí ngay. Cùng một lúc, bệnh viện phải quản lý chăm sóc cho một số lượng lớn bệnh nhân. Chính vì vậy, việc tạo lập các đường dây nóng hoạt động 24/24. Nhóm Zalo kết nối những người bệnh từng khoa với bác sĩ phụ trách là một giải pháp khá hiệu quả. Chỉ với một tin nhắn, một cuộc gọi của người bệnh, bác sĩ nhận ngay thông tin và xử trí kịp thời. Việc nâng cao trình độ chuyên môn, tập trung chuyên sâu vào điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng từ trung bình tới nặng luôn được các y bác sĩ, nhân viên y tế chú trọng. Đặc biệt, việc thiết lập và vận hành khu hồi sức cấp cứu điều trị cho nhiều trường hợp COVID-19 diễn tiến nặng. Khu điều trị đặc biệt này với hơn 200 giường luôn tất bật không ngưng nghỉ với các hệ thống oxy cao áp, các máy trợ thở oxy dòng cao, máy thở chức năng cao. Tại đây, nhiều bệnh nhân béo phì, lớn tuổi, bệnh nền phức tạp, người bệnh có bệnh lý tiết niệu và tổng quát đã vượt qua tình trạng nguy kịch. Cũng theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, việc phòng ngừa lây nhiễm chéo, thiết lập các vùng đệm là rất quan trọng. Bệnh viện dùng một tầng trong các khối nhà làm tầng đệm, ngăn vùng sạch với vùng nhiễm. Người bệnh và nhân viên làm việc ở khối nhà này tuyệt đối không di chuyển sang khối nhà khác hoặc các tầng khác. Người bệnh ở cùng phòng là những F không có cùng thời gian điều trị, được hướng dẫn mang khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Việc Bệnh viện dã chiến số 8 thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực triển khai hàng loạt các hoạt động đáp ứng chiến lược điều trị COVID-19 trong tình hình như trên đã giúp bệnh viện này gặt hái thành quả như mong muốn, đó là điều trị khỏi bệnh cho 10.000 người mắc COVID-19 giúp họ thoát khỏi cửa tử.